Người đang yêu sao mà bỏ? Thì cảm giác như không hợp với nhau ấy, rồi hai bên là mọi người mọi nơi. Không lo cho heo không mà. Không lo cho heo không mà. Bây giờ có người yêu là lo 110 con heo, vậy có thời gian lo cho người yêu không? Chỉ cần em có lý do. Chỉ cần em có lý do. Anh ơi, 110 con heo được không, lẽ trăm một người yêu không được? Chắc vậy quá. Chắc vậy quá. Quen cô bên kia là cậu lấy máu bất kỳ lúc nào đó. Cậu lấy máu bất kỳ lúc nào đó. Cái đó thì sợ thì không có sợ. Bởi vì em lấy máu heo thường xuyên. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nào. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào chú Quỳnh Linh ạ. Xin chào. Em chào đằng trai nhà bên kia và em xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Thị Hiên ạ. Em sinh năm 1990. Em hiện tại là nhân viên y tế, làm chuyên môn bên kỹ thuật viên xét nghiệm. Em hiện tại đang sống ở Biên Hòa Đồng Nai ạ. Quê em là ở Đắk Lắk ạ. Rồi, mời em trai. Dạ em chào MC Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Bi Họ Trần, đến từ Nghệ An. Bi hả? Dạ. Họ Bi. Trần, dạ. Là Trần Bi. Dạ. Bi y dài hay ngắn? Dài. Y dài hả? Ồ. Tên lạ nha. Thì bố mẹ con đặt cho con chứ con không có đặt. À. Dạ. Bi cũng sinh năm 90 luôn. Dạ. Con đang ở Bình Dương. Bình Dương. Là huyện ở Bến Cát. Bến Cát. Bình Dương tới Đồng Nai, Biên Hòa cũng gần ha. Bi làm công việc gì Bi? Dạ con chăn nuôi. Chăn nuôi. Dạ. Chăn nuôi gì? Con nuôi heo. Nhiều không? Có 101. 101 con hả? Dạ. Trời, cái trang trại nuôi heo rồi. Con mới nuôi à? Mới nuôi hả? Vậy là giỏi đó nha, có mình Bi nuôi hả? Dạ, có các bà chị nữa, nhưng bà chị nữa riêng. Nhưng Bi là nuôi chính đúng không? Dạ. Trang trại nuôi heo đó là có kênh phân phối chưa? Dạ chưa. Rồi đem qua đây tôi phân phối cho. Tôi là chuyên phân phối thực phẩm nha. Bây giờ nhà gái cho chị Lan biết là em có ưu điểm và nhược điểm như thế nào? Dạ, ưu điểm của em là tính em hiền ạ. Cũng vui vẻ, hòa đồng ạ. Không có chơi bời. Em thì cũng thích nấu những món ăn cho gia đình, tuy không được ngon nhưng mà em vẫn thích nấu. Thích nấu những món ăn vặt như chè hoặc là nộm nộm ạ. Còn nhược điểm của em là tính tình của em đôi lúc hơi nóng nảy ạ, và cũng ít nói ạ. Chị thấy em không có cái lý do gì nóng nảy luôn. Nhìn cái giao diện của em nó không có chút nào gọi là nóng nảy luôn á. Em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là siêng năng, chịu khó và thích tự lập. Vậy là cũng giỏi đó. Rồi có những cái khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì nhiều. Khuyết điểm gì? Hay quên. Hơi cọc cằn chiếu. Bên đây tôi cũng thấy lý do gì cọc hết rồi. Cái tình em nhiều khi nóng lên thì mới hơi cọc. Cọc có quýnh heo không? Có chứ, heo phải quýnh chứ. Không quýnh sao nó chạy. Có quýnh nó nữa hả? Dạ. Tội nghiệp vậy. Nóng lên rồi không quýnh ai, quýnh dạ. Heo hả? Dạ. Rồi, bởi vì làm có một mình. Có một mình luôn? Dạ. Rồi bây giờ nè, nhà gái là tình trường sao nè, nói cho chị Lan nghe nè. Dạ em thì trải qua hai mối tình ạ. Và mối tình đầu tiên thì khoảng tầm 6 tháng. Mối tình thứ hai thì còn tầm gần 1 năm. Qua tìm hiểu thì cảm thấy hai bên không có hợp nhau nên dừng lại ạ. Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng tầm gần 4 năm rồi ạ. Từ đó đến giờ là em cũng lo làm ăn, tập trung vào công việc nên em không có yêu ai, quen ai nữa ạ. Một mối 6 tháng, một mối 1 năm cũng không có cái gì gọi là đậm đà lắm không? Đậm đà. Sâu sắc luôn không? Có gì sâu sắc hết á. Em trai, mấy mối rồi? Dạ em thì cũng có một mối. Một mối hả? Dạ. Lâu không? Được 1 năm. Người đang yêu sao mà bỏ? Thì cảm giác như không hợp với nhau ấy, rồi hai bên rồi mọi người mọi nơi. Không lo cho heo không mà. Không lo cho heo không mà. Không, heo thì con mới ra. Mới ra hả? Dạ, mới ra ngoài nuôi. Mới nuôi đây thôi. Còn trước làm cơ khí. Hồi đó làm cơ khí còn có dành thời gian cho người yêu. Bây giờ có người yêu rồi lo 110 con heo, vậy có thời gian lo cho người yêu không? Chỉ cần em có lý do. Chỉ cần em có lý do. Trời ơi. À được. Bởi vì cái em chào chị. Chào em. Dạ. Ngon lành, chỉ cần em có lý do. Bởi vì cái nghề nuôi heo cũng ít thời gian à. Vất vả lắm á. Vất vả nhưng mà thời gian nó rảnh. Rảnh hả? Dạ. Ngày làm có tầm 4 tiếng rưỡi 5 tiếng là xong rồi. Trời. Ta 110 con heo được không, lẽ trăm một người yêu không được? Chắc vậy quá. Chắc vậy quá. Rồi giờ sao? Mong muốn có người yêu như thế nào, nói chị Lan nghe coi. Cao trên 1m55 rồi chị. Nói gì nữa, bên kia da, cho da đừng có trắng quá, đen em được rồi. Sao vậy? Lẽ ra mình phải kiếm da trắng để mình đẻ con cho nó trung hòa lại chứ. Không, về mới hợp với màu da em, mới hợp phong thủy. Lần đầu tiên tôi thấy thằng ông mà kiếm người yêu nước da đen á. Dạ. Trời ơi. Đen bằng em. Không đủ tiêu chuẩn rồi, bên kia người ta trắng tươi. Anh nói có cá tính xíu. Bây giờ quen cô bên kia là cậu lấy máu bất kỳ lúc nào đó. Cậu lấy máu bất kỳ lúc nào đó. Quýnh quýnh cổ đi. Sợ không? Cái đó thì sợ thì không có sợ. Bởi vì em lấy máu heo thường xuyên. Trời ơi, chào em gái. Dạ. Dễ thương ha.
Ông bên kia cũng hiền khô, cũng hài hước thiệt lắm. Thà, cũng hài hước gì đâu. Bây giờ tiêu chuẩn mình một mẫu hình lý tưởng như thế nào nè? Mẫu bạn trai thì là chân thành ạ. Đừng ra trưởng, cũng đừng hút thuốc, mà khi mà nhậu thì biết điểm dừng ạ. Mẫu người của gia đình, biết yêu thương và lo lắng cho vợ con ạ. Đừng chơi bời quá, cũng đừng phá quá ạ. Bây giờ em nghe coi ông kia có chơi bời nổi không? Ông lo 100 mấy chục con heo rồi chơi đâu ra nữa. Dạ. Để hỏi coi có hút thuốc hay không nha. Dạ. Có hút thuốc không? Có chị ơi. Chết. Nhưng mà bỏ rồi. Bỏ chưa? Bỏ được gần nửa năm rồi. Bỏ nửa năm rồi đúng không? Dạ. Rồi bên đây bỏ nửa năm rồi ngon lành. Mình đi với ai vậy em gái? Dạ em đi cùng với cậu và hai dì ạ. Rồi chào nhà gái ạ. Xin ý kiến gia đình các coi. Xin chào anh Quỳnh Linh, anh chào cô Ngọc Lan, cũng chào quý vị khán giả trong trường quay cũng như quý vị khán giả truyền hình. Cũng là rất vinh dự là được cho bắt tay, xin bắt tay anh Quỳnh Linh cái lần đầu tiên tới rất tưởng mộ anh. Dạ. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều. Chứ lần nào được có như tầm tay với anh cả. Dạ. Lần này gặp tiếp thì cũng là nói chung là rất cảm ơn anh, thì cũng là mong là coi như là các hai chị là mát tay coi như xe duyên các cháu, nhưng bản thân và gia đình của tôi thấy là coi như hai cháu là cũng là coi như là bản thân cảm thấy là cũng được rồi đó, hợp đúng không cậu ha, coi như là hai cháu coi như là để cho nhau một cơ hội. Nhưng mà cậu thấy chàng để tương lai này nè, đấy cũng thấy sao, cũng cảm thấy là được rồi, thấy được rồi đúng không, nói chung là coi như là chắc chắn khỏe mạnh, cũng mong hai cháu là coi như là cho nhau cơ hội. Cũng xin cảm ơn coi như là chương trình đã có cho tạo điều kiện để cho các cháu được gặp nhau. Rồi cảm ơn nhà, cảm ơn cậu. Rồi nhà trai đi với ai cưng? Con đi mình. Đi mình hả? Dạ. Có chú Linh lo. Đừng lo. Lo dạ. Chuẩn bị. Mở rào. Ráng lên bị nha. Nào. Bi Trần. Giống như Bi Trần vậy đó. Cảm ơn quà. Cảm ơn quà muốn tặng anh ạ. Phía trong này là một cuốn sách. Cứ khi mà anh đọc được cuốn sách này là em mong anh sẽ nhớ đến em ạ. Còn tao ngày em mời. Bi tặng gì vậy? Con heo anh ơi. Trời. Đây là con heo này là giống như biểu tượng là tròn đầy và viên mãn và hạnh phúc. Dạ. Giống như công việc của anh hiện tại luôn. Dạ, cảm ơn. Dễ thương quá. Đây chị Lan cầm. Bây giờ mới quen nó tặng heo đất thôi, vài bữa quen lâu lâu tặng heo thiệt. Dạ. Được không Bi? Dạ được. Được đúng không? Nó 100 mấy chục con được mà. Rồi, bây giờ nè, Bi Trần nhìn em gái coi thấy làm sao? Ngoài sự mong đợi vậy. Ngoài sự mong đợi vậy. Ngoài sự mong đợi luôn hả? Sao nãy nó không thích da trắng? Thì da trắng quá thì ngoài sự mong đợi chị ơi. Đúng không? Dẻo miệng dễ sợ. Em thấy anh là một người cũng chững chạc ạ. Cũng quy tính. Bình thường anh nhát lắm. Dạ. Nhất là nhát gái vậy. Dạ. Nhát gái sao rồi? Hẹn hò ta ở về Đồng Nai đó. Hỏi coi ở đâu hẹn hò mấy lần ngày. Em có ở gần Long Thành không? Dạ không ạ. Em ở Biên Hòa là ở chỗ Long Bình ạ, phường Long Bình ạ. Chắc thì đi cũng tầm một tiếng hơn tiếng. Dạ. Nhưng mà công việc của em làm giờ hành chính hay là ta đi ca? Công việc của em là làm giờ hành chính và thỉnh thoảng có trực đêm ạ. Nếu mà rảnh thì mình hẹn hò là bữa thứ mấy thế mày? Các ngày buổi tối trong tuần em đều rảnh ạ. Giống nhau đó, nguyên là anh có lý do thì là anh lên ạ. Nếu như anh mà có lên thì anh báo trước thì em sẽ sắp xếp ạ. Có tình cờ mà lên là mới vui nhé. À dạ cũng được ạ. Cũng biết tạo bất ngờ quá ha. Tầm nào thì mình có thể tiến tới hôn nhân em? Nếu mà tìm hiểu tính cách thì hợp nhau á thì khoảng tầm trong năm nay cũng được, và không thì sang năm cũng được, không sao ạ. Theo anh nghĩ là sang năm là hợp lý nhá. Dạ. Bởi vì cuộc sống hiện tại của anh kinh tế là mới ra làm là còn hơi khó một xíu. Dạ. Lý do sao mà tự nhiên em đi nuôi heo vậy Bi Trần? Em thấy cái cuộc sống đi làm thuê nó vất vả quá, nắng nôi này nọ, với lại trước em đi làm cơ khí ấy. Mệt. Nên là em đổi công việc, muốn đổi đi. Hay là nuôi heo là để dành dụm để mua nhà, mua đất để lấy vợ đúng không? Đó là mới định hướng vậy thôi anh ơi. Định hướng hả? Dạ. Bây nuôi bầy heo khoảng mấy tháng thì bắt đầu thu hoạch? Nhanh lắm thì 4 tháng. 4 tháng? 4 tháng thì có thể bán được rồi, mà muốn để lớn thì 5 tháng. Đó, kế hoạch định hướng rất rõ ràng. Dạ. Anh hiện tại là chăn nuôi heo được lâu chưa ạ? Cuối năm vừa thôi. Cuối năm nay à? Vậy cũng sắp thu hoạch rồi đúng không? Không, em làm lứa rồi, sang lứa thứ hai được gần 2 tháng rồi. À, lứa thứ hai rồi hả? Dạ. Vậy là có vốn rồi, dư rồi. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào nói cho nhau nghe đi. Nếu như mà em với anh mà có quen nhau thì khoảng tầm là một tuần gặp nhau bao nhiêu lần ạ? 6 lần được em. 6 lần được em. Được ạ. Nguyên là anh đút đi. Tớ có tiền đội sang là anh đi à? Rồi bây giờ Bi bước tới nắm tay bạn gái coi. Đứng lên thể bước tới. Tài năng à. Em run quá. Nắm hai tay bạn gái coi. Nhìn thẳng vô mắt bạn gái coi nè. Trời ơi, mình nắm nó tình cảm vô coi Bi. Em hãy cho anh cơ hội để quen và tìm hiểu sâu hơn.
Chán. Thấy miệng em cười sao? Mắt em sao? Đốn tim mất anh. Đốn tim mất anh. Đốn tim cái gì thì nói với ta em đi. Tay hơi lạnh á. Tay hơi lạnh á. Bi nói một câu gì đó rút ruột rút gan. Nãy giờ Bi nói chuyện với cô gái đó, Bi thấy trong lòng mình thế nào? Thôi cho mình cơ hội bấm nút nha em. Về vị trí ngồi đây các bạn. Nãy giờ chúng ta đã cùng giao lưu với nhau, nắm tay, trò chuyện với nhau, nghe người thân góp ý để chúng ta có thể đưa ra quyết định từ trái tim của mình các bạn nhé. Hãy quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi. Mừng quá. Chậm vậy. Mà tôi lo quá. Thấy anh được không? Dạ được. Được lắm luôn á. Dạ. Anh hiền. Anh hiền đó. Dạ. Rồi, cùng bạn gái nụ hôn đầu tiên đi. Cần xin phép cầu với hai gì? Dễ thương chưa? Và để tay đàng hoàng luôn. Đỡ cái má lên nè. Đỡ cái má lên hung đàng hoàng đó. Để thế này. Đúng rồi đó, vậy đó. Đó nhẹ nhàng nè. Cùng cái. Nhẹ nhàng. Để yên nguyên. Được không? Cũng được. Rồi nhìn nó cân hết sức luôn. Rồi mời các bạn giới thiệu. Bạn nữ giới thiệu. Chào trước bạn. Em ngồi đi bạn. Rồi giới thiệu đi em. Ừ, làm em ở Bến Tre lên đây luôn hả em? Dạ không, em ở ở đây. Làm việc ở đâu em? Em làm việc ở Củ Chi ạ. Củ Chi. Dạ. Quê Bến Tre làm việc Củ Chi. Em rồi. Ở quận 12. Dạ. Rồi. Mời bạn nam giới thiệu. Dạ. Giới thiệu đi anh. Em tên là Nguyễn Minh. Em sinh năm 1984, quê em ở Trà Vinh. Dạ, và em cũng đến từ Trà Vinh. Làm ở Trà Vinh. Ở Trà Vinh luôn. Dạ. Từ Trà Vinh lên tới đây luôn. Dạ đúng rồi. À, làm nghề gì? Dạ em hiện là giáo viên. À. Thầy giáo hả? Dạ. Thầy giáo màu sắc quá hả? Rồi. À, em tên là Hồng Mỹ Minh. Em sinh năm 1984, quê em ở Trà Vinh và em cũng đến từ Trà Vinh. Rồi. À, anh có thể cho mọi người biết được là thế mạnh của mình gì, thế yếu của mình như thế nào? Em thì nói chung có cái giọng hát tương đối. À, tương đối. Tham gia nhiều cái hội thi, hội diễn, văn nghệ. À. Dạ, cũng đi hát phục vụ ở nhiều nơi, thậm chí ngoài tỉnh. Dạ, và em thích hát nhạc cách mạng và một cái dòng nhạc đó là thiếu nhi. Ồ, thế mạnh đó hả? Còn điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu là nếu mà nói về âm nhạc thì nhạc trẻ em lại không bằng các em học sinh bây giờ. Tức là chỉ biết nhạc cách mạng thiếu nhi thôi ha. Nhạc trẻ em cũng biết nhưng mà đúng là không bằng đó là về nghệ thuật. Còn cái điểm yếu về cuộc sống là gì? Chung là em công việc nhà thì em không có thực hiện tốt lắm. Tại vì nói chung là làm công tác xã hội nhiều. Mà nói chung là cũng được mẹ quan tâm, mẹ lo. Thành ra có những cái là mẹ cũng lo cấp á. Ý y mẹ ha, thành ra không có làm việc nhà. Bạn trai, thầy giáo ơi, nhưng mà bây giờ mình quen bạn gái mà hơi ở xa đó. Ở xa như vậy thì thầy có ngại không? Rồi thầy có cách nào đặng lên thăm bạn gái ở trên thành phố không? Em thì em không có ngại đi xa. À. Dạ, thậm chí em cũng từng xách xe máy, em đi cũng nhiều nơi lắm rồi. Tỉnh Trà Vinh của em thì em đi gần giáp rồi. Thí dụ như giờ bạn gái mình ở thành phố thì bao lâu mình lên thăm bạn gái mình một lần được? Dạ, nếu mà thành phố là thành phố nào? Thành phố Hồ Chí Minh chứ thành phố nào trời? Người ta ở rồi làm việc ở Củ Chi, quận 12 nè. Dạ, tại Trà Vinh cũng em cũng có thành phố Trà Vinh. Nếu mà thành phố Hồ Chí Minh thì Trà Vinh em tiện lắm. Bây giờ cầu Rạch Miễu, cầu Cổ Chiên rồi xong hết rồi. Cứ lên xe giường nằm, nghỉ một giấc khoảng chừng 3 tiếng rưỡi là tới thành phố Hồ Chí Minh rồi. À. Thành ra nói chung nó cũng thuận tiện. Là bao lâu lên thăm bạn gái được lần? Dạ, nếu mà vậy thì có thể là 1 tháng 1 đến 2 lần. 1 tháng được 1 đến 2 lần vậy cũng được rồi ha em. Vậy được không em? Ít quá hả? Trời ơi. Ít anh quá hồi hai người bàn bạc với nhau đi. Rồi thôi, điểm mạnh rồi. Điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là về tính tình thì em thấy mình là một người vui vẻ hòa đồng. Ừ. Sống có trách nhiệm, sống có nguyên tắc đúng giờ. Còn về điểm yếu của em thì em là một người hay quên, hơi nóng tính một chút. Với lại không có di chuyển xe máy xa được. À, vậy đi xe giường nằm luôn. Được không? Dạ được. Ảnh lên thăm mình ít quá, mình xuống mình thăm ảnh. Dạ.
giờ nam nữ bình đẳng mà em, đúng không? Rồi, à, tình trường của mình thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình thôi. Bao lâu rồi em? 2 tháng. Rồi. Là quen nhau có 2 tháng à? Dạ. Sao quen lẹ vậy? Em thấy quen thời gian với ông họ. Một mối tình một đó thôi hả? Vậy là cũng chưa sâu đậm gì đúng không? À, có nắm tay hung gì chưa? Em có hung rồi chứ. Có hung rồi hả? 2 tháng cũng lẹ quá hả? Hung mà không hợp nên chia tay luôn. Rồi bạn trai, tình trường mình sao em? Dạ em thì chưa hung bao giờ chứ. Chưa luôn á hả? Trời ơi. Từ sao đó giờ có mối tình, chưa có mối tình nào luôn? Dạ mối tình thì có. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại coi như là tới đâu nói chuyện thôi. Còn chứ chung trừ không thì chưa. Ủa lý do tại sao bạn ế vậy? Em chắc là đã là em tập trung công việc nhiều rồi. Nói chung có quan hệ cũng rộng. Rồi thấy bạn này cũng được, bạn kia cũng được. Rồi cái cũng cho qua, rồi cái người khác người ta cũng thấy cô đó được, cái người ta tới trước. Ờ. Nói chung là mình chậm và thiếu quyết đoán, thiếu quyết liệt đúng không? Dạ. Cho nên lần này phải nắm bắt cơ hội nha. Chứ sàn kén cá chọn canh quá là ế luôn á nha. Rồi bây giờ mình muốn tìm một cô gái như thế nào? Em thì em thích cái nhỏ mỏng người bạn gái là thấp hơn em tí, có thể là khoảng 1m50 đến 1m60. Rồi. Cân nặng thì khoảng 40 đến 50 kg. Rồi. Và thấp hơn em, nhẹ em tí. Để có thể là em làm cái điểm tựa cho bạn ấy được. Rồi. Dạ. Rồi em thích là bạn nữ tóc dài. Nước da thì trắng. Tại vì nước da em trắng. Nước da em trắng lắm hả? Nước da bánh dừa đó. Bánh dừa Trà Vinh đó. Ủa mà sao phải thích bạn gái có số ký rồi quy định 40 đến 50 rồi cao 50-60 là có cái tại sao mà có cái đưa ra cái tiêu chuẩn đó? Dạ nói chung tại vì em á thì em dễ tính lắm. À. Nhưng mà khi cho em chọn thì em bắt đầu em mới khó. Bắt đầu. Không nhưng mà ý là đưa ra tiêu chuẩn là để làm gì á? Để làm gì nghĩa là ta nhỉnh hơn vậy, ta khác cái đó được không? Dạ được chị. Ta nói ta dễ mà chỉ đưa ra vậy thôi. Đưa ra vậy thôi. Rồi cho này dễ lắm, nhìn biết dễ rồi. Rồi vậy còn em gái cái tiêu chí mình có khó không? Sao em? Thì có mỗi người lý tưởng. À. Giống như anh Miền Linh. Vậy hả? Em giành giật với nhiều cô gái lắm. Đây ai lên cũng anh Miền Linh hết trơn á. Cảm ơn em nha. Cũng tương đối thôi. Tiêu chuẩn anh là ăn bánh dừa nhiều á. Bánh dừa anh ăn là 10 cái đó. Ừ. Rồi có điểm nào nữa không? Người bạn trai của mình. Em muốn một người bạn trai là vui tính một chút. Rồi. Anh này bao vui. Em yên tâm, anh này vui lắm. Đừng có đặt nặng vấn đề về ngoại hình của người bạn gái quá. À. Và rồi, sống có trách nhiệm và biết quan tâm chia sẻ một chút. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Tính gia trưởng ạ. Với lại không hút thuốc. Em hỏi anh thôi, coi anh có gia trưởng có hút thuốc không? Dạ mình kỳ mà hút lá lắm luôn á. Rồi. Hay quá. Tốt rồi. Có gia trưởng không? Có gia trưởng không anh? Mình hả? Nói chung mình nghe lời nhiều người lắm. Nghe lời nhiều người mà có nghe lời vợ không mới quan trọng. Tuy nhiên là nếu như mà là người phụ nữ mà có cái mối quan hệ với mình thì mình phải lắng nghe. Anh làm cụ thể anh dạy về môn gì anh? Dạ em dạy môn âm nhạc. Âm nhạc hả? Giờ làm một bản nhạc thiếu nhi gì cho nó vui vui xíu thôi. Đúng rồi, thiếu nhi nha. Biểu diễn luôn được không? Diễn nha. Biểu diễn cho cả sân khấu coi luôn được không? Ừ. Rồi nếu ở dưới đây vỗ tay nhiều á là anh được lòng rồi đó nha. Nè nói trước ở đây có người nhà cô gái bên kia coi luôn đó. Dạ. Biểu diễn rồi đứng lên luôn. Mình đó, thầy giáo dạy nhạc mà. Xin mời tất cả cùng vỗ tay theo nhịp hát liên khúc thiếu nhi 1 2 3. Cô có thể phụ họa theo nhé. Một sợi lớn vàng là 2 sợi vàng đen, bằng trời to bằng trời nhỏ. Trời to mà quét sân to, ấy bằng trời nhỏ. Và đêm rằng chắc chắc mặt chất nhỏ. Hai vai xinh xinh cá bằng bơi trong bể nước nổi lên lặn xuống tăng bằng mũi tung tăng. Hai vai xinh xinh sao mà bơi nhìn thấy cá bằng bắt vào gầy nên đổ theo rất nhanh. Cá bằng bắt bò gầy cho nước thơm sạch trong. Bà sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cả lên được. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Vì con là con ba, con của bà rất ngoan,
vì con là con mẹ, con của mẹ rất mừng. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Hay quá. Dễ nhưng thương. Mà hơi hoang mang. Sao múa dẻo vậy? Chưa có mối mối tình nào. Tay chân rất là dẻo. Cái ngón út dảnh dảnh. Rồi đặc biệt là đường cong rất là cong. Đó. Sao anh? Thích phụ nữ không anh? Dạ thích vậy. Chắc không? Chắc. Thấy trai đẹp có khoái không? Dạ không. Anh đưa lại cái ngón tay anh coi. Anh dảnh dảnh dảnh. Tay em dẻo từ nhỏ luôn chị. Ủa vậy hả? Dạ. Tại dạy thiếu nhi mà. Bởi vì nói chung là có những tiết mục văn nghệ em phải dàn dựng mà. À. Phải làm mẫu. Anh dẻo lắm hả? Dạ cũng phần nào thôi, tất nhiên. Coi như biên biên đạo múa luôn đó. À. Nhưng mà chắc chắn thích bạn gái đúng không? Dạ chắc. Chắc là em mới đến đây mà ngồi vị trí này, mà ngồi vị trí bên kia. Đó giờ chưa hung lần nào. Dạ chưa. Chưa hung lần nào. Chưa. Anh có khi nào anh coi phim tình cảm anh thấy người ta hung nhau không? Dạ có. Anh cảm thấy lúc đó như trong người anh như thế nào? Thấy cũng không biết chừng nào tới lượt mình được có một cái người gái khác. Chứ tưởng đâu nó thấy cũng bình thường là chết luôn á. Trong người lúc đó là có bất bình thường không? Hơi thở có dồn dập không? Cũng tùy lúc vậy. Giống như mà lúc mà nó cũng lãng mạn quá thì mình cũng cũng có cái cảm giác là hình như mình cũng đang thiếu thiếu cái đó. Rồi được rồi, anh ngồi xuống đi. Tức là cũng có nhu cầu. Cũng được. À, chứ sợ mất cảm giác đó đó. Thôi có đó chút khai thác sau đi ha. Bây giờ mình hỏi, ủa cái gì? Sao tùm lum quá vậy? Quá quá. Rồi. Để nguyên đi anh, để nguyên vị trí đó. À bây giờ nếu mà được thì khi nào anh tiến tới hôn nhân được nè? Bây giờ là mẹ em nói là nếu mà bên kia gật đầu mà mẹ cũng thấy được nữa là khi nào cưới là tùy bên kia. À, nhưng mà mẹ có đưa ra tiêu chí chọn con dâu như thế nào không? Dạ không, mẹ giao quyền quyết định cho em rồi. Rồi có làm dâu không? Dạ tùy. Muốn làm dâu cũng được, muốn bắt rể cũng được, muốn ra riêng cũng được. Sao mẹ dễ quá vậy? Tại vì nói chung là hồi lúc trước thì mẹ khó, nhưng mà sau cả mười mấy năm rồi con trai mẹ không nhúc nhích. Thấy mẹ ế quá, nó còn ế quá mẹ dễ luôn à. Giờ có con dâu là mừng quá rồi, khỏi đưa ra chọn lựa gì nữa, khỏi khó nữa phải không? Dạ. Nhưng mà anh chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị tiến tới hôn nhân chưa? Thì báo cáo chị anh Quyền Linh với các khán giả luôn, thì tình hình là sẵn sàng. Sẵn sàng. Dạ. Thì nói chung là trong năm nay càng tốt. À. Kinh tế ổn định chưa? Dạ kinh tế ổn định. Có tiền làm đám cưới chưa? Dạ có. À. Mà cưới về xong là đem về ở chung với mẹ luôn hay sao? Dạ tùy, để coi cô dâu muốn sao. Rồi ha, vậy là tùy thuộc cô dâu thôi đó, miễn muốn cổ chịu là được rồi đúng không? Dạ. Mà ai đăng ký cho thầy tham gia chương trình này vậy thầy? Dạ, tức là em chỉ biết đến chương trình thôi, mà cũng không để ý lắm nữa. Đến cái lúc coi như là có một cái em học trò, mà em này thì nó cũng gắn bó lắm. Nó là rất là tích cực tham gia cái hoạt động với chỗ công tác đội của em. Thành ra là em nó thấy thầy chắc cũng ế lâu ngày vài tháng quá rồi. Dạ thành ra em nó mạo muội nó đăng ký. À. Và nó đăng ký rồi sau đó mới báo cho em hay. Dạ. Rồi có phụ huynh cùng đăng ký phụ nữa. Vậy hả? Vậy là nhiều người muốn tiễn thầy lắm á, tại thầy ế quá đó. Dạ. Chúc mừng thầy nha, năm nay bữa nay ráng quyết định quyết liệt vô nha. Địa lý hơi xa một chút nhưng ăn thua cái sự quyết tâm của thầy. Ở Thành phố Hồ Chí Minh không xa đâu. Đúng chứ. Rồi nhưng mà thầy phải nói điều đó, tại vì hồi nãy cô nói 1 tháng 2 lần cô thấy ít đó. Dạ. Anh phải quyết liệt hơn, cố gắng chịu khó một chút nha. Dạ. Để giải ế nha. Dạ. Rồi cố gắng chúc mừng anh nha. Trời ơi thầy hấp dẫn lắm em. Em nhìn cái em khoái liền luôn á. Vui, nhà bao vui luôn. Rồi để anh qua coi bên đàn gái coi sao nha. Thầy ngồi chờ chút xíu nha. Ồ chào em gái. À, nãy giờ em cảm giác thầy bên này như thế nào? Em thấy anh ấy là vui vẻ. Ừ, rất là vui. Thấy anh là thấy nụ cười rồi. Ha. Chút em nhìn nó còn vui hơn nữa đó. Tò mò quá hả? À, Củ Chi là ở đoạn nào em? Là nhà em ở đó luôn á hả? Dạ không, em ở quận 12. Thì cũng gần đó đúng không? Từ quận 2 của chị cũng gần. Nếu về làm dâu ở Trà Vinh được không? Dạ được. Trà Vinh có nhiều món ngon lắm á. Bún nước lèo nè, ha. Bánh canh bánh có nè, bánh tét cà cuôn nè, bánh dừa gì đó. Nhiều thứ bánh ngon lắm. Dạ. Anh nghĩ rằng em cũng hơi gầy chút xíu á. Nhưng mà nếu mà về Trà Vinh được thầy đây nuôi thì chắc là mập lên. Dạ. Mặt xinh xắn, dễ thương. Dạ. Hiền lành. Cũng có ghen không? Thiếu hơi đó. Hả? Ít ghen, thiếu hơi trai đó.
ta gọi tiếng dân gian thiếu hơi trai đó. Đúng rồi. Nhưng mà có chồng rồi mập mạp lên liền à. Về miền Tây nha, miền Tây dễ thương, ngọt ngào, hào sảng lắm. Được á, anh thấy được hợp lý đó. Ha, dễ thương. Đàn trai coi được, gả luôn đó, em gả luôn được. Đó. Bên đây cũng ế lắm rồi. Mình hỏi thêm ý kiến của người thân đi ha. Hôm nay em đi với ai nè? Chị ruột hả em? Rồi cho chị gặp chị của em. Dạ chào chị. Dạ xin chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể tất cả khán giả trong phim trường cũng như là khán giả đang xem với màn ảnh nhỏ. Thì tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Kiều, là chị gái thứ tư của Út Phượng. Nay tôi đại diện nhà gái đi cùng với bạn đồng nghiệp của Út Phượng là có một vài câu lời góp ý cũng như là chia sẻ với bạn Minh. Dạ. Bạn Minh thì chị chia sẻ. Chắc có lẽ là chị gia chị là đúng rồi đó, chị lớn tuổi hơn Minh. Chị thì chia sẻ với Minh là Út Phượng thì như Út Phượng nói là tính tình thì biết quan tâm tới mọi người, rất là sống rất là tâm lý. Với một cái ưu đó là ưu điểm, một vài ưu điểm đó để Minh có một cái bằng một cái lựa chọn sau cùng. Rồi cái nữa, cái mà khuyết điểm của Út Phượng thì chị chỉ thấy là Út Phượng hơi gầy, nhưng mà chị cũng chia sẻ với Minh là hình như là cái đó là cái tạng của gia đình của chị là vậy á. Nhà chị có 5 anh chị em, một trai và 4 gái, nhưng mà lúc mà mấy chị gái chưa có gia đình đều là không ốm hết trên bốn ký hết. Nhưng mà sau khi có gia đình rồi á, có lẽ là có người chia sẻ vui buồn, chia sẻ công việc với nhau thì tự động nó sẽ thì đó chị, nó là thiếu hơi trai đó chị, có vô cái mập liền à. Chị chia sẻ để Minh yên tâm nha. Về phần Út Phượng thì chị có một số nhận xét về Minh như thế này để Út Phượng cân nhắc ha. Cân nhắc ha. Thì chị thấy là Minh cũng hợp với em. Thì trong cuộc sống thì không có ai mà tròn vẹn hết, mình không có thể làm được hoàn mỹ hết. Quan trọng là mình sống, mình biết chia sẻ, mình biết dung hòa. Và ví dụ mỗi người có một cái tôi thì mình chỉnh sửa cái tôi, mình giảm bớt cái tôi của mình để mình đến với nhau. Chứ muốn hoàn mỹ thì không thể có được rồi. Chị có đôi lời chị Út Phượng và Minh có sự lựa chọn của riêng hai đứa. Rồi, cảm ơn chị. Hôm nay bạn Minh đi với ai? Thì Minh đi với ai vậy? Dạ, hôm nay là em có cái sự hỗ trợ về tinh thần rất lớn của mẹ em. À. Rồi cùng đi với mẹ thì có em dâu của em. Em dâu. Dâu 1, 2 là phải theo lên đây. Có đứa học trò nào đăng ký cho thầy không? Dạ có. Thôi, kêu khỏe luôn mà hồi thổi sao đăng ký cho thầy nha. Nhà trai hơi đông ha. Dạ, gặp mẹ tài Minh Linh trước ạ. Chào bác. Dạ, chào bác ạ. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ. Chào tất cả quý vị khán giả trong tháng trường này. Tôi xin giới thiệu, và tôi là mẹ của Minh. Hôm nay tôi được vinh dự đến cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này, thì cùng đi với tôi là có dâu ngồi ở phía sau. Rồi đây là phụ huynh của em mà đăng ký. Rồi. Gia đình chúng tôi thì tôi thì Minh đó là một con trai từ nhỏ, cho nên gia đình tôi có Minh có 2 anh trai thôi. Tôi là cô giáo dạy từ năm 1971 đến nay cũng còn đi dạy. Rồi Minh đó thì cứ lo cho thằng em thôi, kêu nó cứ giỡn, cứ nói thôi má ơi lo cho em còn trước. Bây giờ tới em nó cưới rồi 11 năm mình nó cứ khoan má ơi khoan để kinh tế cho nó dưỡng đi rồi mình hãy tiến tới. Dạ. Cũng nhờ cái em học trò này nó cũng mến thầy cho nên nó đăng ký lén rồi nó mới nói cho thầy nghe. Dạ, rồi Minh về nói thì tôi nói là đây là cái việc may cho con rồi, giờ má cứ hối hoài mà nó cứ nói là má ơi hãy con để con nào con hỏi thì bữa sau vài tháng sau cũng đưa cái thiệp hồng là của nó mời Minh đám cưới em. Cho nên Minh cũng ngại. Dạ, vậy hôm nay có cái dịp này thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn cái chương trình Tôi Bạn Muốn Hẹn Hò, cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt. Cảm ơn quý vị đã đến đây ủng hộ tinh thần cho hai con của chúng tôi. Dạ. Yeah. Yeah. Cô thấy con dâu tương lai được không? Dạ. Cô nhận xét bạn nữ bên đây thì mới nói má ok rồi. Má ok. Thì con cố gắng thành công nha.
Thôi cho gặp học sinh đi. Học sinh thương thầy quá, thấy thầy sao mà đăng ký giùm cho thầy á. Em rồi, chào con. Dạ, thì con đăng ký cho thầy là tại vì con học ở trường cũng 4 năm rồi. Lúc mà con lên lớp trước thì thấy thầy bận rộn với công việc nhiều quá. Thầy ở trường có khi là tới 11, 12 giờ đêm rồi là ngủ tại trường luôn. Mới về thầy không có chú lo cho tới cái hạnh phúc của thầy. Cho nên con mới đăng ký cho thầy. Trời con ơi. Con hỏi thông tin của thầy mà con nói là em hỏi chơi thôi, không có gì đâu thầy. Rồi em mới, con mới đăng ký cho thầy xong rồi. Tới lúc mà chương trình gọi cho thầy báo là lên casting thì thầy mới điện cho em nói là ủa em đăng ký cho thầy thiệt hả? Rồi sớ lại mới đi lên quay chương trình. À, coi như bữa nay con thấy cô giáo tương lai sao? Dạ, cô rất là dễ thương. Lúc mà cô bước ra là con cũng xao xuyến. Trời ơi, con xao xuyến luôn hả? Con cái bữa nay mà thầy con mà bấm nút cái cô mà mai mốt mà cưới là con công lớn nhất luôn á. Cô nhớ bấm nút cho thầy con. Rồi, cảm ơn con. Rồi, ý kiến người thân rồi ha. Bây học giờ trò, là đến khi quá hai thôi. Bạn gia đình ủng hộ hết trơn rồi đó. Rồi bây giờ từ từ nha, chuẩn bị kỹ nha, coi như là mình phải gặp đàn gái trong tư thế chuẩn bị kỹ càng như nãy ha. Đó, có gì đó chuẩn bị sẵn, chừng nào tôi kéo màn kéo nha. Sửa soạn lâu quá, từ từ bình tĩnh, nó còn nhiều thứ lắm. Đó, tay sách nách mang là nhiều lắm. Rồi đó, chuẩn bị rồi nha. Kéo màn lên được chưa? Trời ơi, sắm tuồng lâu quá chú rể ơi. Kéo màn. Rồi, quay cho gặp mặt đi. Thôi em tự quay luôn đi. Thôi đừng đó, em quay ghế đi. Bắt đầu. Trời. U23 Việt Nam mà. Dễ thương quá ha. Khoan, đứng nguyên. Đứng sát vô tôi chụp tấm hình kỷ niệm ơi. Đẹp quá, nổi thiệt luôn á. Mày đi ban đêm khỏi mở đèn. Trời ơi, đẹp quá, dễ thương quá. Hợp rồi nha. Quá dễ thương, đứng nguyên rồi nha. Được quá hả? Chưa gì thấy có mặt phu thê rồi đó. Trời ơi, dễ thương lắm nha. Nắm tay cái coi, cảm giác đầu tiên thế nào. Nắm tay chứ phải bắt tay. Đúng rồi, nắm gì đó. Lần đầu tiên được nắm tay người mà mình hẹn hò đúng không thầy? Thấy sao? Hả? Sao xuyến gì chưa? Cũng hơi vô mốt. Rồi, về vị trí. Ráng nha, ráng tâm sự sao chút được hôn nhau nha thầy. Hả? Bây giờ chúng ta giao lưu tặng quà hết rồi. Mình có 2 phút để trò chuyện và nói tất cả những gì mình đang suy nghĩ cho người đối diện biết. Rồi sau đó mình tiến hành thủ tục bấm nút ha. Rồi có hỏi muốn hỏi qua lại vậy? Bắt đầu. Nếu mà từ quận 12 mà mình đi về quận 5 á, để mà mình lên xe Trà Vinh á, là nó có mất nhiều thời gian lắm không? Nếu mà từ Phố Hồ Chí Minh về Trà Vinh thì khoảng 3 tiếng rưỡi. Dạ. Mà ý mình hỏi là từ nhà của Út Phượng để mà đến cái bến xe á. Em mất khoảng đi xe buýt thì mất khoảng 2 tiếng. Đi xe buýt nó lâu. Đi gì mà đi xe buýt dữ vậy? Bây giờ ta đi ráp đồ nó đi không đau ôm rồi đó. Đi xe Honda đó, nhanh lắm. Nửa tiếng hồ, 45 phút người tối đa à. Những ngày đó thì công việc nhiều, còn lại thì cũng tùy đó, cũng có những lúc tranh thủ được,
Chị Thu đánh rảnh hè. Trời ơi, hè mới rảnh. Hè mới Tết. Trời ơi. Thật thà có sao nói vậy. Nguyên... Thôi đi kiếm người yêu mà hỏi rảnh lúc nào nó hè với Tết. Ta có nhiều chỗ rảnh nữa. Lúc đó em chưa có đối tượng để hẹn hò, thành ra mình tập trung công việc thôi. Còn là mình lo cái, nói chung mình chuẩn bị những cái hoạt động tiếp theo. Còn ví dụ như bây giờ mà có anh ơi, bây giờ tới ngày mình phải gặp nhau rồi đó nha. Đó thì lúc đó nó khác, công việc thế khác lại. Hoặc là anh ơi chị ơi ở trường á, anh giúp giùm em cái ngày hôm đó, hay là chị đẹp giúp giùm em cái bữa đó, cần giùm em là coi giùm em cái hoạt động đó một tí, thì có thể mình cũng sắp xếp được. Mà không lẽ ấy mười mấy năm rồi mà mình lên tiếng mình nhờ giúp mà họ không giúp sao? Giúp. Đúng rồi. Chị đó tên chị đẹp đúng không? Chị đẹp. Tại vì chị nó đẹp, thành ra mình gọi là chị đẹp. À rồi, yên tâm để tôi lo vụ chị đẹp đó cho. Đi thoải mái. Rồi bây giờ tấn công đi, đó hỏi em sao tình hình đó, sao em thấy anh thế nào? Cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt. Lần đầu gặp mình có mắc cười không? Hỏi kỳ vậy? Tại vì hồi nãy em thấy hình như ở dưới em xuất hiện mọi người cười. Em thấy anh là một người vui tính, khá là thân thiện. Anh thấy em sao? Mình thấy út phụ nói chung là dễ thương, cũng vui tính nữa. Nói chung ta nói một nụ cười một tháng tốt bỏ mà, một ngày cười vài chục nụ, vài trăm tháng. Khỏi uống nước bọt. Mà lúc nào mà cười quá dài đừng thấy uống thuốc chữa y. Cười mắc mới gì đâu vậy. Rồi mình nói chuyện tương lai đi, ví dụ như là gặp gỡ như đây, ví dụ biết đâu mình trở thành vợ chồng nhau thì con cái mấy đứa rồi phát triển kinh tế thì sao, rồi hướng nào kết hôn thì làm dâu nữa không sao? Em thì trong còn dễ, giờ con thì một đứa cũng được, hai đứa cũng được, con trai cũng được, con gái cũng được, không có đứa nào cũng được. Không có đứa nào cũng được ha? Cũng được, mà sao nói trong còn dễ mà. Anh hứa nha. Vậy là chắc lát con nút có con. Thầy à, bây giờ em gái có một cái tiết mục nào tặng thầy không? Nãy thầy hát rồi, chúc thầy hát nữa. Nhưng mà em gái có tiết mục nào cũng tặng thầy để... Em có một bài thơ tình. Bài thơ này em sáng tác rất là lâu rồi. Thì em chưa đọc cho ai nghe cả. Vậy dạ. Em thích một đoạn thôi. Chờ một phút nha, để kéo lên. Tại thầy đội nón rồi không dám gỡ ra. Đó, cho sáng cái mặt đó. Rồi. Đúng rồi. Cũng ước gì em được làm ông để cho anh sợ anh không rề rà, ước gì em được làm bà để em nấu nước pha trà cho anh, ước gì được làm hoàng anh vai em vô tấm vai anh thượng hoàng, thượng hoàng ở tận cung vàng còn em miệng ở lòng vàng chờ anh, thương em anh nói cho rằng đừng để em đợi chờ anh cả đời. Hay quá. Hay quá, em làm luôn hả? Dạ. Trời ơi em. Nghe thơ đứt ruột luôn. Làm bài đáp lại đi. Giờ hát đừng hát nhạc thiếu nhi nữa nha. Trời, bây giờ mà nói là thơ tình em dở lắm. Em có một cái bài thơ viết cách đây 19 năm. Hả? Thơ tình với ai 19 năm trước vậy? Dạ không, thơ này không phải thơ tình. Này tình quê hương chứ phải tình yêu. Không hát đi giờ không, hát. Nhưng mà em hát cái bài em đọc cái bài thơ này để biết rằng cái tình cảm của em đối với quê hương, rồi có thể một lúc nào đó về quê hương Trà Vinh cùng với em. À, coi như đưa, coi lấy quê hương ra dụ dỗ hả? Là lúc em học lớp 9 là em làm để mà lấy điểm á. Được có điểm không? Dạ được 9 điểm. Hay quá. Tại cái tựa bài sai nó dở một chữ thôi chứ thầy cho 10 rồi. À, tựa bài sao? Tựa bài là Trà Vinh và tôi. Nhưng mà thầy chỉnh lại là Trà Vinh quê tôi. Nghe nó hay hơn. Lúc đó mình mới tập làm thơ mà. Trà Vinh bát ngát ruộng đồng, mênh mông sông nước, tấm lòng bao la. Ai đi cũng nhớ quê nhà, tôi đi tôi nhớ đậm đà Trà Vinh. Trà Vinh là quê của mình đi mình nhớ, mình về mình thương. Trà Vinh đi nhớ về thương, bao nhiêu kỷ niệm
vẫn vương trong lòng. Về Trà Vinh hả em? Có bài hát nào muốn tỏ tình với cổ không? Ừ, em xin hát một bài. Rồi, đứng lên hát gần cổ luôn, đứng gần cổ hát luôn. Đó, nhìn cổ hát luôn, biểu diễn cổ nha. Diễn xuất nha. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng để em là máy bay. Anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Hay quá. Rồi, sao nói đi. Có muốn theo anh về Trà Vinh không? Tấn công đi, nãy dặn rồi, quyết liệt vô thầy. Quyết liệt chứ. Trời ơi, thầy phải tấn công chứ, thầy thanh niên đàn ông mà. Tấn công bị đáp ảo. Chắc bây giờ bữa nay là nói chung là từ đây cho tới hết hè này có thể sắp xếp về Trà Vinh một lần với mình được không? Có gì ba? Dạ. Tức là chắc phải viết thư gửi mời quá. Rồi, bây giờ mình trở về vị trí đi các bạn. Chúng ta một lần chúng ta còn 30 giây để nói về bây giờ mình có thể nói chuyện vui ha. Mình có thể trò chuyện với nhau vui vẻ để mình hiểu nhau hơn, nhưng mà sau thời gian cũng ngắn, như có những gì ngắn đó, nhiều cặp đã lấy nhau tại sân khấu này rồi thì mình cũng cảm nhận lại, động lại xem đối phương có phải là một nửa yêu thương của mình hay không nha. Mọi người đang theo dõi câu chuyện các bạn đó. Bây giờ mỗi người hỏi một câu gì nữa. Muốn hỏi câu gì liên quan đến tình yêu và hôn nhân, gia đình. Theo anh. Em nói cảm nghĩ của em đi ha. Mình hiểu nhau hơn. Tại vì khi mà đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn thì mình phải dắt tay nhau đi suốt cả phần đời còn lại của mình đó. Mình cũng sẽ tự cho mình một cơ hội và cho Quốc Phượng một cơ hội nha. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Út Phượng tình cảm. Nghe dễ thương. Út Phượng. Nút bấm đó Út Phượng à. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bấm nút để trao cái duyên cho nhau, tìm hiểu và để tiến tới hôn nhân. Rất nhiều cặp đôi tại đây họ đã tiến đến hôn nhân và sinh con đẻ cái. Nút bấm này rất thiêng liêng nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ và chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Học trò ngồi cười vui quá trời luôn rồi. Cố gắng ăn đầu heo nha con. Bây giờ chính thức bắt đầu từ bây giờ, trước mặt gia đình, bạn bè, mẹ của mình, trước mặt tất cả khán giả, các bạn chính thức là hẹn hò với nhau. Chúng ta có thể công khai nắm tay nhau và công khai hôn nhau. Mời anh trai. Nắm chứ không phải bắt. Quen bắt tay hoài. Thầy cứ quen đi công tác sao bắt tay hoài thầy. À. Rồi, một nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Do mót lắm á thầy. Không, quy định của chương trình là phải hôn. Hôn để minh chứng là một tình yêu trong sáng, một tình yêu được mọi người chứng kiến. Không có gì phải sợ cả. Cô gái, đồng ý không? Dạ. Đó. Không sao anh. Có cần phải bỏ nón ra không? Hả? Để gì cho nó hấp dẫn luôn. Rồi. Mới đụng cái nón cái cốp à. Chứ hả? Chưa có đụng vô được cái má. Làm lại đi. Ôi xin hỏi thầy này nha. Cái nón này thầy chuẩn bị đâu ra đẹp vậy? Cái nón đó là của hôm rồi ở trường em làm chương trình. À. Là tặng cho các em học sinh bao nhiêu gia đình khó khăn nhưng mà vươn lên học tốt. Rồi góp phần tuyên truyền an toàn giao thông. Cái này nói em nó đang gặp khó khăn hả? Cái đó là nón tài trợ. Còn nón này là em phải
chuẩn bị bằng tài chính của em. À, không, bây giờ hung lại đi thầy ơi, hung lại, nãy đụng nón chứ chưa có đụng má. Đụng má đàng hoàng chứ. Phải nghiêng nghiêng sao cho nó vô được á. Tìm cách. Chưa có đụng cái má, trời ơi thiệt tình luôn à. Thôi được rồi chị. Không, chưa có đụng cái má. Được, phải đụng má mới được. Đi đi, nó hung tới chiều tối luôn á. Lẹ lẹ đi, lẹ 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 lẹ. Thôi bên kia đi. Bên nào? Bên nhau. Nó không đây. Không. Thôi đi em. Nắm tay thật chặt với nhau nha. Cặp này dễ thương đó nha.